Qua cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trọng Bằng, trú tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và Đỗ Mạnh, trú tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội để điều tra xử lý hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo hồ sơ của cơ quan công an, Lê Trọng Bằng là giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ hợp phú để chỉ đạo đổ mạnh, thành lập hàng loạt công ty ma sau đó đã tham gia đấu thầu hệ thống CT Scanner 128 lát cắt, máy chụp x-quang di động cao tầng, hệ thống nội soi tán sỏi tùy mật ngược dòng, máy rửa ống soi thuộc dự án mua sắm trang thiết bị y tế, bệnh viện đa khoa Bạc Liêu. Quyết trình xác minh, cơ quan điều tra xác định bằng gia mạnh đã có hành vi thỏa thuận để một bên thắng thầu gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 20 tỷ đồng.